Nối tiếp vòng quay 24 giờ là phần thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban cán sự đảng và thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo điều chỉnh bổ sung kế hoạch đoàn công tác ra vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh và trưởng các cơ quan, sở ngành trong tỉnh đi thăm và làm việc tại các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Australia, Lào, Campuchia nhằm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hợp tác hữu nghị, đối ngoại nhân dân, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo ông nguyễn văn thọ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở ngoại vụ phối hợp với các sở ngành liên quan ra soát điều chỉnh kế hoạch tổ chức các đoàn công tác một cách chi tiết cụ thể cần tham khảo tình hình dịch bệnh tại các địa phương các quốc gia đoàn dự kiến đến đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác giữa tỉnh bà rịa vũng tàu với các quốc gia địa phương trong những chuyến thăm và làm việc